Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2022. Chủ nhật thì mình xin chúc cho mọi người và gia đình có một ngày nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc anh em nhé. Như thường lệ thôi, trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ cá coi mới. Bởi giờ thì mình chia sẻ rất là nhiều cái mẫu hồ rồi. Hồ Bãi Kính nè, hồ Bằng Chậu Kiển, hồ Xây, hồ Âm rồi. Có rất là nhiều anh em hiện tại bây giờ trước nhà mình thì không có không gian để xây hồ á. Anh em hỏi mình là có những cái mẫu hồ nào làm ở trên sân thượng hoặc là ban công thì Nhân có thể là chia sẻ lên để cho mọi người tham khảo, tại vì mình rất là đam mê luôn nhưng mà không có cái không gian để mà xây hồ. Thì ngày hôm nay để đáp ứng cái yêu cầu của anh em thì hồ này mình đã được sự đồng ý của anh Cường ở Hà Nội á, thì mình mời mọi người cùng với là mình sẽ ghé nhà của anh Cường để mình tham quan cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng một khối ở ban công của anh Cường á. Lọc thì làm cũng rất là đơn giản thôi, để cho anh chị em cô chú nào ở nhà hiện tại bây giờ mình không có cái không gian để xây hồ thì mình có thể là tham khảo cái mô hình của anh Cường để mình làm ở ban công cũng như là sân thượng, một cái mẫu hồ, một cái không gian nhỏ để mình vui chơi, mình xả stress sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi anh em nhé. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của anh Cường nè mọi người. Chia sẻ với lại anh em một tí xíu là quê của anh Cường ở Thanh Hóa nha anh em. Cách đây 10 ngày thì mình đã có chia sẻ hồ ở quê của anh Cường lên kênh của mình một lần rồi. Hồ của anh Cường thì làm theo kiểu bán tự nhiên. Nhưng mà do cái công việc đặc thù của mình đi công tác tầm cỡ khoảng 3 tháng mới về quê một lần mọi người. Nên là đam mê thì anh em biết rồi. Đam mê thì mình không thể nào mà chờ đợi mấy tháng để mà về quê thăm hồ của mình một lần. Nên là anh Cường quyết định làm cái hồ này của mình ở ban công để mình giảm bớt đi những cái stress, những cái mệt mỏi sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi anh em nha. Thì hồ này của anh Cường là lót bạt nha anh em. Chiều dài hồ này của mình á, là 1,6 mét. Chiều ngang của mình là 90 và mực nước trong hồ hiện tại bây giờ anh Cường đang để là tầm 70. Như vậy là mình tính ra thể tích nước hồ này của anh Cường nó tầm cỡ khoảng một khối nha mọi người. Dưới những cái mô hình hồ lót bạt này á, thì có rất là nhiều cái loại bạt để cho anh em dùng. Nhưng mà hồ của anh Cường thì sử dụng hai cái loại bạt. Cái lớp ở bên ngoài của mình là sử dụng cái bạt xanh nha mọi người, bạt xanh của mình á. Đó, rồi cái lớp ở bên trong thì mình sẽ sử dụng cái HDPE. Cái HDPE này là mình thấy anh em nuôi cá coi chơi rất là nhiều nha. Nhưng mà mọi người nhớ cho mình là làm cái khung á, cố gắng làm sao đừng có để những cái gì nhọn quá nó làm thủng á mọi người. Khi mà thủng thì nó đi nước thì mình sửa chữa rất là khó khăn. Đặc biệt là cái sườn á, anh em cố gắng làm cho nó chắc chắn để nó không có bị tuột như là bị bung nha mọi người nha. Hồ này của anh Cường thì hoạt động được hơn 4 tháng rồi mọi người. Cá trong hồ của mình toàn bộ là cá nhật 100% anh em nha. 12 em cá nhật, size trung bình của mình là ngoài 30 hết rồi. Cộng thêm 2 em cá ba đuôi. Có nhiều bạn hỏi mình á, là nuôi cá coi thì mình nuôi kèm chung với lại cá gì thì nó sẽ không có cắn nhau. Thì chia sẻ lại anh em một tí xíu á. Không biết là hồ của anh em như thế nào nhưng mà lúc trước mình cũng có một cái thời gian trải nghiệm rồi mọi người. Có nghĩa là mình nuôi cá coi với lại cá ba đuôi. Nhưng mà cái hồ chánh của mình đó nha, anh em thả một lượt luôn, có nghĩa là cá mới là mới hết á, thì nó sẽ không có cắn. Nhưng mà nếu như cá coi của mọi người mà anh em nuôi tầm cỡ khoảng 2 hoặc là 3 tháng á, rồi sau này anh em thả cá ba đuôi hoặc là cái loại cá khác vào á, có khả năng nó sẽ cắn nha. Rồi lúc trước mình bị một lần rồi. Cho nên là nếu mà anh em muốn nuôi chung thì mình thả nó vào mới một lượt luôn để tránh cái tình trạng là cá cũ ăn hiếp cá mới anh em nhé. Quay trở lại cái vấn đề chánh ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ nhờ anh Cường ha, sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc để mình cùng với lại anh em xem coi là đối với lại những cái mẫu hồ lót bạt này không có xây ngăn lọc thì cái hệ thống lọc mình làm như thế nào, xử lý nước ra sao mà sau cái thời gian 4 tháng rồi cá của mình vẫn khỏe mạnh, nước vẫn trong và cái hiệu quả mang lại vẫn rất là cao anh em nhé. Chào anh em nhé. Đây máy bơm của mình là máy bơm KGH 10.000, là một phút mặt 34, một phút đáy 48. Bơm lên thùng sơn 100% dưới nạp. Bơm thùng sơn bắt đầu ở dưới nước tràn lên, tràn qua dưới phòng tắm sinh mát. Nước xây dựng, đây là nước xây dựng này, qua một tấm sinh mát với một nước bông
hai đường, hai đường ra đi ống sông ở đây, khu nút bằng 42 một đường chạy ra nội đáy, hơn đường đáy và một đường có người chạy qua đạo cho một cái ban kim trồng trầu bà và 7 cân nhâm hạch rồi tràn. Nào, qua một khách hàng trào nước dâng lên và đã về hồ tăng oxy. Một con bơm 2000 ánh sáng hơi sáng anh em thông cảm, 2000 là hút lửa hút đây, những cái hút lửa này cắt kia kia đây. Đấy, đi theo cái ống nhựa ống nước này đấy, bắn chặt bắn bơm lên một lòng sơn. Mẹ của mình được đến bây giờ khoảng tầm 4 tháng rồi. Mẹ của mình cũng khoảng tầm 4 tháng rồi. Tận dụng con sự oxy làm hai vòi. Đạo không đẩy cái mặt sụp lên thôi, để tạo dòng đẩy của mặt, để tạo dòng đẩy của mặt thì nó sẽ rút bọt về cái mặt đấy, rất hiệu quả. Cái bao nhiêu bọt mà nó xuống hết về cái mặt phần không có cái mặt rất là ok, trồng lắm. Cá dạ lắm, nuôi 12 con cá nhật với có hai con ba đuôi to lắm, như bàn tay, hai con ba đuôi to như bàn tay, cá dạ lắm. Nhưng được 4 tháng rồi. Và đây là khuôn viên cóc chơi. Đất không có cho đây là chơi được cái này thôi. Chiều rộng của bể này của mình từ đầu này ra đầu này 90 phân, còn chiều dài từ đầu này mà ra đến đầu cuối kia có 1m6, chiều sâu nước khoảng 70-80 rồi. Chào anh em nhé. Vừa rồi thì anh Cường đã chia sẻ là mọi người toàn bộ cái quá trình mà anh Cường làm lọc cho hồ của mình rất là hiệu quả anh em nhé. Không biết là anh em sau khi mà xem qua cái hệ thống lọc hồ của anh Cường á thì mọi người có cái nhận xét như thế nào. Nhưng mà đối với lại cá nhân riêng của mình á, mình thấy có một cái điểm rất là hay, nó nằm ở ngay chỗ cái thùng lắng nha mọi người. Thông thường khi mà bơm để trực tiếp bên trong hồ giống như của anh Cường á, sau khi mà lấy nước ra bên ngoài thì anh em sẽ làm cái thùng lắng tách biệt riêng so với lại cái hệ thống lọc của mình. Còn lọc ở đây thì anh Cường làm bằng cái tan 200 lít đó mọi người. Thì cái thùng lắng 20 lít á, anh Cường sẽ để trong cái tan này luôn. Khi mà nước nó bơm ra bên ngoài thì nó sẽ vào trong cái thùng 20 lít này. Ở trên thì anh Cường để là lưới lan nè, để nó chắn phân lại. Sau đó nước sạch của mình sẽ tràn ra bên ngoài. Thì khi mà nó tràn ra bên ngoài, anh Cường để rất là nhiều lớp vật liệu lọc, giống như là G-mat nè, lưới lan, gòn đen và bông lọc. Nước sạch của mình sẽ theo hai đường ống 60. Một đường thì mình sẽ cho về hồ để làm luồng,
và một đường tiếp tục qua cái dàn lọc kế bên lọc nước, sau đó trả về hồ để cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình, rất là hiệu quả nha anh em. Cái hay mà mình muốn nói ở đây đó là ngay chỗ cái thùng lắng, thì có cái thùng lắng này thì tầm cỡ khoảng 3 tuần hoặc 1 tháng anh em chỉ vệ sinh nó thôi, còn cái hệ thống lọc còn lại tầm cỡ khoảng 4 tháng, 5 tháng hoặc là 1 năm mọi người vệ sinh cũng vẫn được nha. Tại vì cái thùng 20 lít này nó đã giữ phân lại rồi, nó là cái nơi dơ nhất, khi mà nước ra bên ngoài thì nó qua những cái lớp lưới len á, đa phần là nước đã sạch, cơ bản đã sạch rồi, nên là mình không cần sự vệ sinh cái vật liệu lọc bên ngoài mà mình chỉ cần vệ sinh cái thùng lắng thôi anh em nha. Thì đó là mình nghĩ là một trong những cái lý do mà nó giúp cho cái hệ thống lọc của anh Cường hoạt động hiệu quả, nước của mình trong và cá khỏe. Thì đây là cái mà mình thấy rất là hay ha. Thì nếu mà anh em nào hiện tại bây giờ ở nhà mình đang muốn làm những cái mẫu hồ ở ban công hoặc là sân thượng, mình muốn thiết kế cái hệ thống lọc giống như của anh Cường, thì có thể là tham khảo cái cách mà anh Cường làm lắng cho hồ của mình nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại anh Cường đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá koi tầm cỡ khoảng một khối ở ban công, rất là hiệu quả nuôi cá nhựt. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có cái dự định làm hồ, thì mình có thể tham khảo từ cái mẫu hồ đến cái cách làm lọc hồ của anh Cường luôn nhé. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Cường, một lần nữa thì em cũng cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ và cái hệ thống lọc rất là sáng tạo lên cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá koi nói riêng và tất cả anh chị em cô chú xem được video này nói chung, em chúc cho anh Cường và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho cái công việc của anh Cường làm ăn ngày càng phát đạt anh Cường nhé. Nếu như mọi người xem video anh em thấy những cái mình cũng như là anh Cường chia sẻ nó hữu ích, thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.